Hương Nga xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Nga phụ trách. Và chương trình tối hôm nay có lẽ là Hương Nga không cần giới thiệu, quý vị cũng đã biết là chương trình cuối tuần ngày thứ sáu ngày 23 tháng 6. Chính vì vậy mà quý vị thấy là một luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, Hương Nga chưa cho luật sư Duyên nói mà luật sư Duyên đã cười rất là tươi rồi. Hương Nga xin chào quý vị và Hương Nga xin chào anh Duyên. Xin chào tất cả và xin chào Hương Giang. Hương Giang nói là anh Duyên đã cười rồi mà chỉ nghe tiếng cười của Hương Giang luôn. Tại vậy mà nó thích cười không? Không biết là hôm nay chúng tôi sẽ bàn luận những cái vấn đề gì, nhưng mà nhìn thấy thấy nắng rất là tươi ở phía sau luật sư Duyên, cũng như cũng nụ cười cũng còn rất là nắng của luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, có lẽ là những cái chủ đề hôm nay chúng tôi cũng sẽ rộn rã. Nhưng mà anh Duyên, Hương Giang có nghe nói là hình như là anh Duyên có ghi danh để xuống thăm Titanic phải không? Bây giờ cancel chưa? Anh có thật sự Hai ra trăm là rưỡi ngàn chứ anh mấy có anh Duyên à? à, hả 250.000 chứ mấy à? đó, Lương luật sư, có chút à? nhưng mà không có lương lương luật sư, không có. Anh có lên mạng và anh cũng gây quỹ đó, mà đâu có dám gây quỹ, đâu có nói là xin để mà đi Titanic đâu. Anh nói tôi đang bị kiện, thành ra giúp giùm tôi quỹ pháp lý À cái người dạ. ta gì có cho người ta cũng gửi vô đó, cuối cùng gửi được là hình như là 250 xu, Anh Duyên ơi, chừng là nếu như mà có một cái cuộc điều tra thì người ta sẽ thẩm tra hết tất cả từ những cái mẫu quảng cáo mà anh Duyên kêu gọi gây quỹ, từ những cái message, những cái thông điệp đưa ra là cẩn thận đó nha. Hương Giang chỉ dặn vậy thôi. Quý vị có thấy là Hương Giang hơi bị gan, gan hơi to đi, bây giờ đi dặn một ông luật sư. gửi. Thưa quý vị, trở lại cái vụ mà tàu cái vụ tàu tàu lặn xuống thăm cái xác của tàu Titanic bị nổ đó, thì cái tin tức này nó là tin tức cũ nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay nó vẫn gây bàng hoàng và nó vẫn gây xôn xao. Và cho đến ngày hôm nay thì bắt đầu có những cái tin tức nhiều hơn nữa là về vấn đề an toàn của tàu lặn, mà như quý vị biết là người mà lái con tàu này đó là chính là ông chủ tịch của công ty Ocean Gate. Và anh Duyên có nghĩ rằng là sau cái chuyện này thì công ty này có thể bị khởi kiện không anh Duyên? Cái việc mà dĩ nhiên là khởi kiện thì chắc người ta khởi kiện đó, mặc dù là tất cả những người đi trên chuyến đó, chỉ như cái ông CEO thì ông nói rồi, còn bốn người kia đều có ký những cái văn bản nói rằng là chúng tôi chấp nhận, chúng tôi hiểu là chúng tôi đi thì chúng tôi có thể chết, cho nên chúng tôi nếu mà có chết đi nữa chúng tôi sẽ không kiện. Thì đó là họ ký những cái văn bản như vậy. Nhưng mà nếu mà giả sử trong cái cuộc điều tra đó mà nó cho thấy rằng là lẽ ra, thí dụ như cái mức độ mà thận trọng đó, ông biết là cái này nguy hiểm thì cái công ty này ông phải làm 10 điều đằng này, ông làm sai quá những nhiều điều căn bản đó thì có thể là cái agreement đó nghĩa là sẽ không được tôn trọng. Tại vì khi người ta ký là người ta nói hiểu rằng là cái nature, cái bản chất của chuyến đi là nguy hiểm, nhưng mà cái người ký đó về về mặt pháp lý mà nói là họ tin rằng ông phải làm hết sức ông thì tụi tôi mới chấp nhận cái nguy hiểm đằng này. Nếu mà có những cái nguồn tin cho nói rằng cái công ty mà Ocean Gate họ 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 giống như họ bỏ qua nhiều cái yếu tố quan trọng để mà họ giảm cái tiền chi phí đó, mà nếu mà chứng minh được cái điều đó thì người ta sẽ thắng. Thì cái phần còn lại là có kiện hay không chúng ta phải chờ xem. Thường thường thì bất kỳ một cái người nào mà muốn vào đơn kiện đó, người ta cũng nhờ luật sư rồi cân nhắc mọi sự việc rồi mới quyết định là có khởi kiện hay là không khởi kiện. Anh Duy quay trở lại. Nhưng mà toàn bộ bốn bốn nạn nhân này là đều những người mà phải nói là cái hầu bao của họ rất là nặng, thì không biết là chắc là nếu mà khởi kiện thì chắc họ mướn luật sư cũng là nặng ký phải không anh Duyên? Mà tất cả những người này là chết chết rồi, thành ra cái người kiện là cái người sống, và cái người sống mà họ kiện đó thì họ sẽ kiện trên cái lý thuyết là wrongful death đó. Chẳng hạn tôi là người vợ mà ông chồng tôi chết, nó tạo ra cho tôi những cái đau buồn như thế này là bởi vì cái công ty ông làm bậy, mà thành ra cái chuyện mà bồi thường nhiều hay ít thì chúng ta không biết.
Thêm một cái điều nữa là cái số tiền không phải là cái vấn đề đối với những người này, toàn là tỷ phú không à. Bạn tin rằng là trước khi đi chắc họ mua cái life insurance cũng lớn nữa. Cái vấn đề còn lại là cái tắc trách của cái company, thì nếu mà tòa mà phạt đó, nếu mà tòa mà cho thắng xong, cái tiền đền không quan trọng bằng cái gọi là punitive damage, tức là trừng phạt những cái công ty như thế này, để trong tương lai đó nếu mấy ông có tổ chức những cái cuộc du hành nguy hiểm như thế này thì mấy ông phải làm công việc cho nó đàng hoàng. Cái gọi là tiền mà trừng phạt đó, chẳng hạn Hương Giang thấy không, cái thiệt hại của cái công ty Dominion là một phần, nhưng mà bởi vì để trừng phạt cho những cái công ty truyền thông trong tương lai đừng có làm bậy nữa đó, thì cái tiền gọi là punitive damage nó sẽ cao hơn nhiều. Chính vì như vậy mà phía bên Đài Fox họ biết, cho nên họ mới settle. Trở lại cái công ty Ocean Gate nè, chúng tôi biết rằng là mấy ông làm cái chuyện này là cái chuyện nguy hiểm, nhưng mà khi mấy ông engage, mấy ông nhập vào cái loại business mà nguy hiểm này đó, thì mấy ông phải 100% là phải ông phải làm hết sức ông. Nếu ông làm hết sức ông rồi mà xảy ra tai nạn, cái đó không sao. Đằng này đã có quá nhiều lời cảnh báo mà ông lờ mấy cái lời cảnh báo chỉ vì sợ tốn kém, thì cái đó cái công ty này sẽ bị phạt rất nặng để làm gương cho những cái công ty khác. Nhưng mà một lần nữa, đây là một cái công ty, cho nên thí dụ mà cái công ty này thua kiện mà lên tới bạc tỷ chẳng hạn, thì họ nói là ok, như vậy thì tôi khai bankruptcy, công ty có cái gì thì cứ lấy, chứ chả có làm gì được hơn hết. Thì anh chỉ phân tích về cái mặt pháp lý để hiểu thôi, còn cái chuyện mà người ta kiện nhau như thế nào thì để chờ. Nhưng mà nó có cái này, cả năm người mà giữ cái chuyến đi này đó, trừ cái cậu 19 tuổi, bốn người kia toàn là những nhà thám hiểm, những người mà họ có một cái đam mê. Thành ra trách cái gì được. Có nhiều người nói trời tại sao mà đi những chuyến nguy hiểm đó để làm gì. Thì đây là cái câu chuyện mà của một thằng bé thủy thủ với lại một người kia. Người kia hỏi là làm thủy thủ này có sợ chết không? Này nó nói không sợ chết. Hỏi vậy ông nội mày làm cái gì? Ông nội tôi làm thủy thủ. Làm chết vì cái gì? Tàu chìm. Còn ba mày làm cái gì? Ba tôi cũng làm thủy thủ. Chết vì cái gì? Cũng tàu chìm. Thì ông này nói vậy thì tại sao còn đi làm thủy thủ? Thì nhỏ nó mới hỏi lại, với ông nội của bác nó chết về cái gì? Ô, ông chết bình an ở trên giường. Còn ba của bác chết gì? Cũng chết bình an trên giường. Vậy thì tối hôm nay ông ngủ ở đâu? Chán ngủ trên Chỉ một giường. câu chỉ một cái câu câu hỏi mà bây giờ người ta còn chưa có nhìn ra nữa, tại vì bây giờ vẫn cái thông tin về cái tàu này nó vẫn còn rất là nhiều thông tin chúng ta chưa được biết, mà luật sư Nguyễn Hoàng Dương đã gửi cho quý vị một cái bài học về 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 cuộc đời, nó rất là sâu. Nhưng mà anh Dương biết không, đối với những người, tại vì anh Dương dùng chữ đam mê thì cái này Hương Nha cũng chia sẻ với quý vị, đối với những người mà họ thực sự đam mê cái gì đó, họ sẵn sàng chết vì cái đam mê đó. Tại vì có những người mà chung quanh Hương Giang, những người lớn tuổi rồi, chẳng hạn như một ông bạn già của Hương Giang 80 tuổi rồi vẫn đi săn. Và có ngày ông bệnh, nói ở nhà đi đi săn làm gì, ông nói không có sao hết, tao chết trong đó là một cái niềm hãnh diện của tao. Chẳng hạn như vậy, thì mới thấy là những người mà họ sống bằng đam mê đó, họ có thể chết vì cái đam mê đó, và họ chết một cách rất là thoải mái, và đó là cái niềm mà như Hương Giang nói, như ông già ông dùng cái honor của ông á. Bây giờ tại vì anh Duyên nhắc đến là cái punitive damage, tức là bồi thường trừng phạt, thì nó thường xảy ra trong những cái vụ kiện dân sự. Bây giờ nè, có một cái bản tin nho nhỏ, cái vụ kiện dân sự mà bà Yijing Garo kiện ông Donald Trump, và bà được bồi thẩm đoàn ra cái phán quyết là buộc ông Donald Trump phải bồi thường cho bà tổng cộng, bồi thường thiệt hại, bồi thường trừng phạt tổng cộng là 5 triệu Mỹ kim. Chúng quý vị phải nhớ là có hai vụ vụ này thì bây giờ ông Donald Trump đang kháng án cái quyết định của bồi thẩm đoàn lên tòa phúc thẩm. Còn có thêm một cái vụ kiện nữa mà bà Yijing Garo đệ đơn vào năm 2019, nhưng mấy vụ kiện này thì nó đang được suspend, tức là nó được suspend là nó chưa có được giải quyết. Thì mới đây quý vị nhớ là sau cái phán quyết của bồi thẩm đoàn,
buộc ông Donald Trump phải bồi thường, thì Donald Trump vẫn tiếp tục đưa ra những cái lời thoá mạ hết sức là nặng nề đối với bà Jean Garo tạo cái buổi gặp gỡ cử tri của CNN tổ chức. Chính vì vậy mà bên bà Carol bà mới xin tòa là cho bà bổ sung, tức là bà hiệu đính, bà amend cái vụ kiện năm 2019, và cái bồi thường mà bà yêu cầu là lên tới 10 triệu Mỹ Kim, và chủ yếu là bồi thường về cái punitive damage mà luật sư Dương vừa mới giải thích với quý vị. Ngày hôm nay đó Duyên, thì thông tin cho biết là luật sư của ông Donald Trump đã deposit là 5 triệu 55, tức là hơn 5 triệu rưỡi vào cho tòa liên bang trong cái quá trình mà ông Donald Trump kháng án. Tức là cái thủ tục này thì như thế nào Han Duyên? Tức là nếu như khi mà kháng án, nếu như đặt trường hợp này kháng án thành công, thì ông Donald Trump sẽ được nhận lại tiền, số tiền đó sẽ trả lại cho ông Donald Trump và có tính thêm tiền lời hay không? Còn nếu như được đặt trường hợp mà bà Carol mà thắng đó, thì cái số tiền này là toàn bộ trao cho bà Carol hay là sao? Bởi vì cái phán quyết là 5 triệu mà thôi, nhưng mà tại sao họ lại đặt đến hơn 100%, nếu mà ông Giang tính không nhầm là một đến 111% á, thì có phải đây là cái quy định hay không trong những cái vụ dân sự như vậy không anh Duyên? Khi bản án mà đã đưa ra rồi nó là 5 triệu đó thì tiền lời tính từ cái ngày đó. Và sau cái khi mà tiền lời tính từ bắt đầu đó, nếu mà bên 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 người người thua đó mà nói rằng là tôi đồng ý là tôi muốn khiếu nại thì phải nộp vào cái số tiền, thì cái số tiền đó nó tính là 5 triệu cộng thêm tiền lời cho tới cái ngày mà cái đơn nộp vô. Thì tại vì khi mà đã nộp đơn vào rồi mà chờ tòa cứu xét đó thì cái tiền lời không có tính, nó tạm thời nó thô lại, nó ngưng lại. Cho nên thí dụ sau khi mà xử xong tới khi mà ông cho tới thí dụ lên tòa thượng tố mà Donald Trump thắng thì cái số tiền mà Donald Trump mà ký gửi vô tòa nó sẽ trả lại. Còn nếu mà thua thì giao cho bà cái số tiền đó cho cái bà Carol là bà Carol. Và thành ra cái khi mà cái đơn khiếu nại mà tòa trên nó đã bắt đầu nó thụ lý rồi đó thì cái tiền lời đó nó tạm thời nó thô, nó ngưng ở chỗ đó trở lại. Đó là lý do. Nhưng mà ví dụ như bà Carol thắng đó, là bà lãnh luôn cái hơn 5 triệu rưỡi luôn ha anh, Tức tại vì là nó tính cả thêm tiền lời. tức đúng tức là bà ấy được cái tiền của cái bà thắng rồi cộng thêm cái tiền lời là từ cái ngày mà ra phán quyết. Ví dụ như ngày hôm đó mà ra phán quyết mà bên phía bên bị cáo mà thua đó trả tiền liền đúng 5 triệu thì thôi không có tiền lời, đằng này lại còn câu giờ kéo ra thì tính cái tiền lời trong cái khoản mà chuẩn bị khiếu nại hồi nãy như nói rồi lại rồi thì không có cần phải lặp lại. Và khi mà tòa trên thụ lý thì tiền lời nó ngưng ở chỗ đó trong khi chờ cứu xét trở lại. Như vậy là cái thủ tục mà đặt tiền, tức là tại vì một cái vụ án, một vụ dân sự như vậy nó chưa có đến hồi kết thúc, tức là vẫn còn kháng án, vẫn còn còn thượng tố, thì như vậy là bắt buộc, đây là thủ tục bắt buộc là cái bên mà bị lãnh cái án phán quyết ở tòa cấp dưới thì phải đặt cọc, tức là ký quỹ tiền vô tòa hành duyên. Đây là một cái thủ tục bắt buộc. Là tại vì ông Donald Trump ông thua kiện thì bây giờ nếu mà ông thua kiện đó mà ông muốn khiếu tố lên tòa trên thì ông phải nói với tòa trên rằng là tôi có khả năng tôi trả nợ chứ tôi không có dùng cái thủ tục tòa để mà tôi chạy, tôi không có chạy, tôi không có trốn nợ. Thì đưa năm tòa tòa trên đó là tôi nhận cái đơn với điều kiện là phải ký thác vô trong tòa 5 triệu cộng thêm tiền lời để lỡ mà ông thua đó là tòa trên thượng tố người ta lấy tiền người ta giao thẳng cho bà Carol. Đây cũng là một mặt trận, mặc dù đây là vụ kiện dân sự, ban đầu thì thấy là nó không có quan trọng, nhưng mà thực ra là cái bà Jean Carroll này là bà cũng chì anh Duyên ha. Thực sự Không tại vì phải thực mình thấy thực là sự có quá chừng những cái vụ mà kiện tương tự đối với ông Donald Trump, nhưng mà những người kia thì họ rút hết, họ rút lần lượt rút hết, và bả là cái vụ duy nhất mà thắng. bà Jean Carroll tự bả là một cái tác giả viết sách, thành ra
Và nhất là ở cái tuổi của bà nữa đó, thì cái vấn đề tiền không phải là cái vấn đề chính nữa, bà ấy thừa biết điều đó. Cái phần còn lại đó là cái phần, cái nguyên tắc là bà muốn chứng minh rõ ràng là cái người này đã từng làm sai mà lại nhục mạ tôi, thì tôi muốn mọi sự cho nó rõ ràng. Cho nên cái số tiền đối với người thường thì nghe 5 triệu 7 triệu thì lớn, nhưng mà đối với những người mà họ cái tiền không là quan trọng nữa thì nó còn lại là cái principle, cái nguyên tắc thôi. Cảm ơn anh Duyên. Và bây giờ ngày hôm nay quý vị biết là tối cao pháp viện đã đưa ra một cái phán quyết mà liên quan đến chính sách di trú. Sở dĩ cái phán quyết của tối cao pháp viện vào ngày hôm nay nó được nó gây sự chú ý bởi vì quý vị biết là kể từ khi mà ông Joe Biden lên nhậm chức thì tất cả những cái chính sách, từ chính sách này đến chính sách nọ của ông Joe Biden, mà rất là nhiều chính sách, đa số chính sách là quý vị phải nhớ là đây là chính sách liên bang, đã vấp phải cái sự phản đối từ một số tiểu bang Cộng hòa, những tiểu bang đỏ như là Texas. Trong cái vụ kiện này đó là Texas và Louisiana, họ đã khởi kiện một cái chính sách dưới đã bị ông Joe Biden đảo ngược lại dưới thời ông Donald, cái chính sách dưới thời ông Donald Trump bị ông Joe Biden đảo ngược lại. Tức là quý vị nhớ là dưới thời của ông Donald Trump thì họ thắt chặt, tức là đối với di dân lậu, cứ là di dân lậu bắt là trục xuất, bắt giữ, và bất cho dù là cái tình trạng của di dân lậu này như thế nào, bắt là trục xuất. Thì khi mà ông Joe Biden lên nhậm chức thì ông đảo ngược cái chính sách này lại, tức là ông ưu tiên cho những cái bắt giữ và trục xuất, thì đặt cái trọng tâm vào những cái di dân lậu nào mà họ có những cái background, là thứ nhất là đụng tới an ninh quốc gia, thứ hai là đến cái an toàn công cộng, và thứ ba là đến an ninh biên giới. Thì ba cái vấn đề chính, đây là ba cái yếu tố chính được đặt trọng tâm đối với việc bắt giữ di dân lậu, bắt giữ và trục xuất di dân lậu. Và Texas và Louisiana thì họ đã khởi kiện. Và ngày hôm nay thì cái vụ kiện này cuối cùng lên tối cao pháp viện, và tối cao pháp viện vào ngày hôm nay họ đưa ra phán quyết 8-1, tức là có một thẩm phán đã phản đối, và 8 vị còn lại, kể cả là cấp tiến và kể cả bảo thủ, thì họ đồng tình, là họ đồng ý là khôi phục lại cái chính sách này của ông Joe Biden. Tòa cấp dưới, tức là một cái tòa liên bang ở Texas, thì họ đứng về phía hai tiểu bang Texas và Louisiana. Anh Duyên nhận định cái phán quyết ngày hôm nay như thế nào anh Duyên? Cái rõ nhất là cái standing, cái tư cách kiện. Chưa, chúng ta sẽ bàn về cái nguyên tắc đúng sai tính sao, nhưng mà nói cái tư cách kiện trước cái đã. Theo cái bản hiến pháp nói rất rõ, cái quyền mà gọi là đi, nó liên quan tới cái vấn đề di trú, nó thuộc thẩm quyền của liên bang. Mà nó thuộc thẩm quyền của liên bang thì liên bang người ta ra những cái chính sách như thế nào, miễn người ta điều hành cái vấn đề di trú đó cho nó hợp lý thì đó là cái quyền của liên bang. Bây giờ tiểu bang tự nhiên nó là không ưa cái chính sách đó, kiện gọi là xâm phạm vô cái quyền của chính quyền liên bang, tòa tối cao pháp viện không xử được. Mình đưa một cái thí dụ như vậy đi nè, nên thí dụ bình thường cho chúng ta dễ hiểu nè, là một người chạy vượt đèn đỏ. Nếu mà giả sử người đó chạy mà vượt đèn đỏ mà người đó đụng bất kỳ một người nào đó thì cái người mà bị thương đó mới có quyền kiện để mà nói rằng là vì ông này ông vượt đèn đỏ mà ông đụng tôi. Còn chúng ta là người bình thường, chúng ta đứng ở bên đường thấy cái ông đó vượt đèn đỏ, biết là ông sai đi nữa đó, thì không, mình không có bị thương thì làm sao mình kiện. Còn bên phía cảnh sát, sở dĩ mà họ có cái quyền đó là bởi vì cái quyền hình sự thì thuộc về cảnh sát, thì cảnh sát họ có cái tư cách kiện. Quay trở lại cái việc này là những cái người di dân thuộc thẩm quyền của liên bang, mà liên bang họ nói rằng bây giờ cái số người quá nhiều thì chúng tôi thanh lọc cái phần nào mà tội phạm chúng tôi trục xuất trước, những người khác họ có cái họ ở lại họ xin cái để mà họ họ xin cái asylum đó, xin tị nạn đó, thì chúng tôi dựa theo luật quốc tế, công pháp quốc tế và luật di trú của Mỹ, chúng tôi phải cứu xét hồ sơ, thành ra chúng tôi được quyền thanh lọc. Mấy tiểu bang này nói không có thanh lọc gì hết đó, cứ nhào vô là phải 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 trục xuất ra. Thành ra nếu mà bây giờ cho những tiểu bang cái quyền đó thì đây là cái ông thẩm phán tối cao ông Brett Kavanaugh biết nè, trong tương lai bất kỳ cái điều gì mà chính quyền liên bang
làm các tiểu bang cũng có quyền can thiệp hết. Chẳng hạn bây giờ một tay đó lấy tài liệu mật đem về về Mar-a-Lago chẳng hạn, mà bây giờ truy tố thì là có hai tiểu bang đó. Là tôi thấy cái vụ truy tố Donald Trump này tôi ngứa mắt quá, vô đơn tự kiện. Thành ra nói một cái thí dụ như vậy để chúng ta hiểu rằng là khi mà liên bang họ làm trong cái vòng thẩm quyền của họ đó, thì không phải là bất kỳ kỳ tiểu bang nào cảm thấy khó chịu cái là vô đơn kiện rồi bắt bắt tòa là phải chiều theo họ, không có tư cách kiện là không được kiện, chấm hết, quay trở lại. Nhưng mà từ trước đến giờ đó, từ lúc mà ông Joe Biden lên thì những tiểu bang mà đặc biệt là Texas, Texas là hầu như có mặt trong tất cả các vụ kiện mà chống lại ông Joe Biden, mà cái ông Ken Paxton này ông không có mệt mỏi. Bây giờ ông đang dính tới những cái cáo buộc hình sự, ông dính tới những cái cuộc điều tra của liên bang, rồi ông dính tới bây giờ ông cũng hiện nay thì ông không có đang ngồi trên cái ghế ghế là tổng biện lý của tiểu bang Texas, thì chúng ta cũng đã biết rồi, ở dưới đó thì họ đang đấu đá dữ dội lắm. Nhưng mà điều này cho thấy là cứ hễ cái gì mà Joe Biden đưa ra thì là Texas họ dẫn đầu trong cái việc chống đối, là trở lại anh Vinh. Một là Joe Biden đưa ra thì họ chống đối, hai là nếu đụng tới Donald Trump thì họ chống đối. Chẳng hạn Donald Trump phạm luật ở Texas, ở New York đưa ra truy tố thì Hạ viện chả không có cái tư cách gì để mà làm, không có cái quyền lực đi làm, cũng đòi người ta ra truy tố, nghĩa là đòi người ta ra tường trình. Ông Mark Pomerantz chẳng hạn đó, ông ra ông nói rất là rõ, ông nói tôi có mặt ở đây chỉ vì một cái đám cuồng Trump nó lôi tôi ra, chứ tụi nó chả có thẩm quyền quá gì hết. Rồi bây giờ cũng nín. Ngày hôm nay nếu mà Hương Giang đọc báo, anh Nhiên chắc là chắc chắn 100% là Hương Giang có đọc, là sau những cái vụ mà xảy ra trong cái hồ sơ tài liệu mật đó, ngay bây giờ Donald Trump cũng suy nghĩ giống như mấy cái người Cộng hòa, cộng mấy cái người MAGA vậy đó. Donald Trump lên trên mạng yêu cầu này quốc hội phải can thiệp đi, tụi nó đang truy tố tôi, nó đang điều tra tôi, phải điều tra tụi nó. Hạ viện không có cái tư cách gì để mà ngăn cản cái cuộc điều tra hết, mà coi chừng là Donald Trump mà tuyên bố như vậy đó thì là không chừng là tối hôm nay weekend mà Jim Jordan ngồi suy nghĩ, nói vậy thì mình mới đưa ra một cái văn thư, mình gọi là mình yêu cầu Bộ Tư pháp, mình yêu cầu ông Merrick Garland, mình yêu cầu cái ông Jack Smith phải ra tường trình với chúng tôi. Dạ, Và subpoena. ông Sabina đó, rồi mỗi một lần mà cầm vậy đó thì tội nghiệp lắm, ông Jack Smith ông cầm rung tay đó, cái thơ nó rớt xuống thùng rác phải chứ lại. Thực ra đó, Donald Trump thì bây giờ mới hô hào lên lên Truth Social để hô hào thôi, chứ thực ra luật sư của ông Donald Trump đã gửi thư kêu cứu Hạ viện lâu rồi, chứ không phải là bây giờ kêu đã gửi thư nghe theo như Hương Giang nhớ là gửi thư cách đây 2 tháng rồi. Mà chính vì vậy mà Hạ viện bây giờ họ cũng đang cuống cuồng cuồng, đặc biệt là Jim Jordan hay là James Comer, những cái nhân vật đó. Quý vị nào không theo dõi kịp thì Hương Giang nhắc nhanh thôi, tức là ngày hôm qua thì Hạ viện họ đã bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái để đưa cái điều khoản luận tội, cái nghị quyết luận tội ông Joe Biden do bà Lauren Boebert đưa ra để đem bỏ phiếu ở trên sàn Hạ viện. Mà bây giờ nội bộ của Cộng hòa là chia rẽ rất là nhiều. Ngày hôm qua Hương Nga có phân tích là đương nhiên Kevin McCarthy không thể nào mà ủng hộ được cái nghị quyết này, bởi vì họ mới lên nắm quyền, họ không có muốn là họ sẽ rớt đài trong cái bầu cử năm 2024. Họ không có muốn mất quyền kiểm soát đâu, tại vì nếu như bây giờ chỉ có tập trung vào, chúng ta thấy là từ lúc mà nắm quyền kiểm soát Hạ viện cho đến giờ Cộng hòa làm được gì? Họ chỉ có điều trần và điều trần là vũ khí hóa Bộ Tư pháp, vũ khí hóa chính phủ, điều trần về điều tra ở Manhattan, điều trần về điều tra ngày 6 tháng 1, đủ thứ, tất cả những cái gì mà liên quan đến ông Donald Trump họ muốn bảo vệ là họ đều đã bắt đầu đã tiến hành và sẽ tiến hành. Bây giờ quay trở lại nạn Duyên. Ương Giang đừng có nói nữa, anh bắt đầu Duyên sợ. Bây Anh giờ Duyên nãy sợ giờ anh nghe nhé. Duyên run á, lỡ mà có một nhóm nó họ làm kiến nghị đó, thì cái họ nói rằng là trong truyền thông Việt Nam có một cái tay luật sư cà chớn mà nó cứ chỉ trích ông Donald Trump tối ngày,
tụi tôi làm kiến nghị để mà xét lại cái bằng luật sư của nó, mà nãy giờ nghe Hương Giang nói anh rung quá luôn. Đâu, anh Duyên nói không có đúng rồi, họ họ không có gọi anh Duyên cà chớn, họ nói ông luật sư vô duyên. Trả Ông luật sư vô duyên, khi mà dám tuyên bố ông luật sư vô duyên dám tuyên bố là ông Donald Trump đặt hình như là gây nguy hiểm cho quốc gia thì phải, liên quan đến cái vụ tài liệu mà cứ nhăn đoán là như vậy. Nhăn cũng không có theo dõi nhưng mà nhăn đoán là như vậy. chỉ có chuyện đó thôi mà bị mang tiếng vô duyên rồi thì vậy là người ta quên những cái chuyện khác mà anh Duyên nói về Donald Trump thôi. Cảm ơn. Thôi không có nhắc lại nữa, không có nhắc Không lại. có nhắc lại tại vì được người ta được lỡ quên rồi mình cho người ta quên luôn đúng không, chứ mình nhắc lại là lại sợ nữa. Mà hễ mà anh có cái tật lạ lắm mà sợ cái là xong chương trình là phải đi ngủ không dám thức đó. Bây giờ tại vì anh Duyên nhắc đến cái cuộc điều tra tài liệu mật. Bây giờ này anh Duyên, mọi nhất cử nhất động, anh Duyên nhớ là thứ sáu tuần trước hai anh em mình có nói về cái vấn đề là cái điều luật mà bà Eileen Cannon, tức là bà thẩm phán mà được giao cái nhiệm vụ là giám sát cái vụ cái phiên xét xử, những cái thủ tục xét xử ông Donald Trump tài liệu mật đó, bà có thể tự rút, hoặc là Bộ Tư pháp ở đây cụ thể là ông Jack Smith có thể đệ đơn yêu cầu bà rút, bởi vì theo cái điều luật như vậy. Mà anh Duyên, theo anh Duyên đánh giá, anh Duyên còn nhớ trong chương trình thứ sáu tuần trước là anh Duyên đánh giá là sớm muộn gì Bộ Tư pháp cũng làm như vậy. Nhưng mà cho đến tận lúc này thì chúng ta Hương Nhâm chưa có thấy dấu hiệu gì của cả hai bên, nhưng mà tất cả nhất cử nhất động của bà Eileen Cannon thì đều bị săm soi, mà cho nên lần này có vẻ như là bà rất là cẩn trọng, tức là bây giờ khôi phục lại danh tiếng, mà thực ra bà cũng đâu có danh tiếng. Bây giờ bà đưa ra một cái mốc thời gian để xét xử nó rất là sớm, tức là ngày 14 tháng 8 là bắt đầu phiên xét xử ông Donald Trump tại Florida, mà tại Fort Pierce chứ không phải là tại Miami. Bởi vì có bốn thành phố mà có tòa liên bang đó, Hương Nhân nhớ là Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach và Fort Pierce. Nhưng mà bà này á, thì bà ở Fort Pierce, và bà cái tòa liên bang ở Fort Pierce thì hình như là mỗi một mình bà là thẩm phán liên bang ở đó. Bây giờ anh Dương nghĩ là cái mốc thời gian 14 tháng 8 nó có thực tế hay không? Nó có practical hay không? Cái sau khi mà cái arraignment mà một người bị cáo nói rằng là tôi không nhận tội thì cái giai đoạn kế tiếp đó là gọi là discovery. Discovery là bên phía bên công tố phải đưa tất cả những bằng chứng cho bên biện hộ, rồi bên biện hộ review, rồi hai bên mới họp lại với nhau. Có những cái mình gọi là meet and confer đó, tức là hai bên thảo luận với nhau, rồi có thể những cái trường hợp mà bình thường đó thì hai bên sẽ cố gắng đạt một cái thỏa thuận nào đó, nhưng mà mình biết là với cái trường hợp của Donald Trump chắc không có bao giờ có thỏa thuận, gần như là zero, không có thỏa thuận, có nghĩa là Donald Trump không nhận tội. Thì hai bên sẽ cân nhắc rồi cuối cùng nếu mà có làm những cái motion đó, mình gọi là motion eliminate đó, là chẳng hạn bên phía bên biện hộ họ nói rằng là cái bằng chứng đưa cho tôi 100 bằng chứng nhưng mà có cái bằng chứng số 5, số 7, số 10, 15, 20 gì đó là tôi muốn xin tòa là không được sử dụng những cái bằng chứng đó, thì họ có thể họ làm cái motion. Mà nếu họ làm motion thì bên phía bên công tố sẽ trả lời để xin tòa rằng là bác cái đơn của bên phía bên bị can, thành ra có nhiều loại motion khác nhau lắm. Anh Dương biết bà đưa ra cái hạn chót mà để tất cả các motion là 26 tháng 7. Biết, thành ra ngay bây giờ nói là hạn chót motion là 26 tháng 7, mà khi chẳng hạn bên phía bên bị cáo, tức là bên phía ông Donald Trump mà người ta đưa motion ra thì bắt buộc bà phải trả lời. Mà để trả lời, để mà đọc những cái motion rồi đưa cho cái clerk, cái thư ký của bà đó mà viết những cái điều đó đó để rồi làm cái quyết định cho nó đúng đó, không thể nào trong vòng 1 tuần 2 tuần mà một người thẩm phán làm được hết. Cho nên về mặt thực tế mà nói, anh Duyên tin rằng là ngày 14 tháng 8 gia hạn, mà cái sự gia hạn đó nó rất là bình thường, đừng nói chi tới cái vụ án mà gọi là cái vụ lớn như là vụ của ông Donald Trump. Ngay bây giờ này hỏi bất kỳ một luật sư nào mà biện hộ hình sự đó, chỉ là những cái vấn đề mà tội bình thường thôi, say rượu lái xe rồi đánh nhau này nọ đó,
mà cái discovery qua lại kéo dài 1 tháng 2 tháng, cái chuyện đó là chuyện bất thường. Còn bây giờ một cái case mà nó cả núi bằng chứng như vậy, rồi nghe những cái tape đủ hết mà cho hai bên chỉ có từ đây tới 14 tháng 8, thì cái đó nó không có thực tế, nó không có realistic. Cho nên bà Eileen Cannon cho cái ngày đó, nhưng mà chắc chắn là khi người ta đưa cái motion, bà cũng sẵn sàng, bà open để bà cho cái hồ sơ được continue, được extend, quay lại. Dạ, là người ta bảo rằng nội cái thủ tục mà miễn trừ an ninh đó, cái clearance đó là cũng đã phải mất vài tháng rồi. Mà bây giờ chỉ có phía ông Donald Trump thì chỉ có mới 2 luật sư là apply để được miễn trừ an ninh thôi. Đó là ông Todd Blanche với là ông Christopher Kyle, chỉ có 2 ông đó thôi. Tại vì bây giờ họ đang mướn thêm luật sư cho nên là không biết là có thêm những cái luật sư mới nào. Nội cái thủ tục mà kiểm tra lý lịch rồi miễn trừ an ninh thì nó cũng đã rất là mất thời gian. Cho nên là cái Bây thông giờ tháng tin 6. Bây giờ tháng 6, nếu mà cái case này mà xử vào tháng 12 đó là giỏi lắm đó, là tháng 12 đưa ra xử. Chứ còn mà nói rằng là tháng 8 thì chắc là không có xử được đâu, không có làm đủ hết cái thủ tục để xử. Mà không ai muốn, không có một vị thẩm phán nào mà muốn xử lụp chụp để rồi người ta đưa lên tòa trên, người ta nói rằng là ô, chúng tôi bị xử ép cho nên chúng tôi khiếu nại vì tòa đã làm sai lầm những điểm này. Một thẩm phán người ta không muốn cái chuyện đó, cho nên không có cái gì lạ hết. Anh Dương tin rằng là hồ sơ này sẽ kéo dài tiếp tục chứ không phải là 10 ngày 14 tháng 8. Dạ, thưa quý vị, bây giờ thì phía công tố viên họ đã giao những cái hàng núi tài liệu, nhưng mà những cái tài liệu này là những cái tài liệu được cho là những cái đợt đầu tiên mà giao cho phía bên biện hộ là những cái tài liệu không có mật, nhưng mà trong đó có rất là nhiều băng ghi âm ghi lại những cái lời của ông Donald Trump, mà chúng ta không biết là những cái băng ghi âm này là những cái băng ghi âm gì. Nhưng mà trong cái số mà giao đợt này thì có cái đoạn băng ở Bedminster như Nga đã chia sẻ với quý vị rồi, và bên cạnh đó thì phía ông Donald Trump cũng đã giao lại cho công tố viên những cái đoạn băng ghi lại những cái cuộc phỏng vấn và những cái cuốn sách mà họ phỏng vấn ông Donald Trump để viết về ông Donald Trump. Thì những cái tài liệu đó hai bên đã bắt đầu trao đổi cho nhau. Điều này có nghĩa là cái thủ tục mà trao đổi chứng cứ và tài liệu nó bắt đầu diễn ra rồi. Nhưng mà anh Duyên, đây là cái câu hỏi đặt ra. Bà Eileen Cannon, liệu khi mà bà quyết định là sẽ xét xử, bởi vì bà bảo rằng là tất cả mọi cái thủ tục mà liên quan dưới những cái thủ tục mà bà chủ trì đó thì sẽ diễn ra ở tòa Fort Pierce. Cái câu hỏi đặt ra là tại vì cái câu hỏi đặt ra là đây có phải là một cái yêu cầu mà nó vô tư hay là một cái yêu cầu nó cố ý? Mà Hương Giang không có trách Hương Giang không có trách cái phía đặt ra nghi vấn cho bà Eileen Cannon, tại vì trước đây thì chúng ta thấy là bà Eileen Cannon bà đã có những cái bước đi mà cho thấy là bà đứng về phía ông Donald Trump. Thì tại vì cái khu vực nếu mà xét xử ở Fort Pierce là cái khu vực cái tòa này nó bao trùm 5 quận hạt, mà trong 5 quận hạt này thì chỉ có một quận hạt được xem là swing thôi, tức là thay đổi, còn 4 quận hạt còn lại thì họ gọi là ruby red, tức là đỏ mà đỏ rực luôn, tức là đây là những cái căn cứ địa của cử tri Cộng hòa. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là chọn bồi thẩm viên. Cái nghi vấn này anh Duyên, là luật sư anh Duyên đánh giá như thế nào? Mà chúng ta hiểu cái thủ tục mà chọn những cái người bồi thẩm đoàn đó, chúng ta mới thấy là biết là những cái người đó khi mà bỏ phiếu thì bỏ cho ông Donald Trump, nhưng mà khi mà đi vào để mà lựa đó thì bên phía công tố chúng ta nói hiểu rằng là đây là những người mà họ, đây là cái nhà nghề, họ đi qua bao nhiêu hồ sơ rồi, mà nhất là những hồ sơ mà quan trọng đó, thì những người mà lượng giá để mà chọn một cái người bồi thẩm viên đó chắc chắn là cao. Rồi bên bên phía bên Donald Trump cũng vậy. Vậy thì bây giờ đây là cái pool nè, một ngồi và nói thí dụ có 100 người, người ta đưa ra 100 người đó, những cái mẫu đơn điền ra trả lời hết, và nếu mà giả sử thấy rằng là những cái người người nào nào mà có vẻ mà cố tình gọi là ráng mà đọt được vào để mà ủng hộ cho một bên nào đó, cho dù là ủng hộ bên ông Jack Smith hay là ủng hộ bên Donald Trump, những người đó sẽ bị loại ra. Thì cứ 100 người
sau khi mà lừa qua lần đầu đó thì chỉ còn lại khoảng chừng thí dụ 50 người, sau đó là qua những cái màn gọi là voir dire đó, tức là phỏng vấn hỏi, và những cái người mà lựa bồi thẩm viên đó họ gần như là họ như là những cái người ngoài cái việc làm luật sư ra, họ là cái psychologist nữa, họ phân tích từng cái body language họ lựa rất là hay. Cho nên bây giờ ở một cái khu vực đó thì chúng ta nói rằng là nó rực đỏ, có nghĩa là nhiều người bỏ cho ông Donald Trump, nhưng mà không phải là bất kỳ người nào bỏ cho ông Donald Trump đều 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 gọi là đều điên cuồng hết. Cái mà một người nào đó thích ông Donald Trump, nhưng mà khi mà đưa đưa họ một cái hệ thống luật lệ, rồi họ được sàng lọc, rồi có thẩm phán, rồi có luật sư hai phía, cuối cùng những cái người bình thường đó, tôi bỏ một lá phiếu chưa chắc là tôi đã điên vì cái người đó, cho nên tôi không có dám làm bậy tới một cái mức độ mà tôi có thể bị chịu trách nhiệm về luật pháp. Thì thành ra những cái người đó nghe nói là một cái vùng rực đỏ, nhưng mà nó vô hại khi mà vào tới đó, nó không hại tới cái mức độ mà chúng ta sợ. Chẳng hạn như là Hương Giang nhớ cái hồ sơ mà Donald Trump thua cái bà Carol đó, là Donald Trump thua 9-0, trong đó có những cái người mà bồi thẩm viên đó đi đi tới tòa mà đội cái nón MAGA, xong bỏ cái nón ngoài xe đi vô trong tòa, mà rốt cuộc lại làm cái nhiệm vụ của bồi thẩm viên, cũng bỏ phiếu để mà cho Donald Trump thua. Cái chuyện đó thành ra bên người bên ngoài nó thì nói không có quen, thì cho cái điều nó quá đáng như vậy, nhưng mà tất cả những người trong nghề thì hiểu rằng là qua cái thủ tục sàng lọc đó rồi ra cũng sẽ lựa được 12 người. 12 người này có thể là bỏ phiếu cho ông Trump hoặc là không bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng mà chắc 12 người này không tới một cái mức độ mà điên cuồng rằng cho dù luật cỡ nào đi nữa tôi vẫn bỏ phiếu theo cái ý của tôi. Cái chuyện đó chắc là tương đối khó. Quay trở lại. Như vậy nếu như dựa vào cái phân tích của anh Duyên thì Hương Giang nghĩ là phía bên Bộ Tư pháp họ tức là ông Jack Smith ông cũng sẽ không có cái bước đi là đề nghị là bà Eileen Cannon rút lui. Tại vì bây giờ chúng ta nếu mà Hương Giang đánh giá tình hình thì bây giờ Bộ Tư pháp và Merrick Garland rồi cả cái cuộc điều tra này nữa là bây giờ họ đang bị xăm soi rất là nhiều. Mà đặc biệt là Bộ Tư pháp bị xăm soi trong cái vụ Hunter Biden mà có lẽ anh Duyên và quý vị cũng đã biết rồi là ngày hôm qua đó. Ngày hôm qua là Ủy ban Tài chánh Hạ viện sau khi mà họ có cái phiên điều trần kín với hai whistleblower tức là hai người tố giác từ IRS, họ tố giác là Bộ Tư pháp can thiệp hết sức là thô bạo vào cái cuộc điều tra Hunter Biden của ông David Waves tức là biện lý Hoa Kỳ dưới thời của ông Donald Trump và bây giờ vẫn còn đang làm việc. Rồi sau khi mà có cái thỏa thuận nhận tội của Hunter Biden thì Cộng hòa cho rằng nó quá nhẹ và nó có cái double standard. Giữa một bên là con tổng thống đối với một cựu tổng thống ngày hôm nay thì ông Merrick Garland ông đứng ra ông bênh vực ông bác bỏ những cái cáo buộc mà từ hai người whistleblower đó, ông nói là không hề có cái chuyện là Bộ Tư pháp can thiệp, không hề có cái chuyện là David Waves vào năm ngoái muốn truy tố Hunter Biden tại California và tại DC thì đều bị bác bỏ. Và cũng không có cái chuyện là David Waves muốn được bổ nhiệm thành công tố viên đặc biệt để độc lập điều tra Hunter Biden. Tại vì ông Merrick Garland ông đưa ra một cái luận điểm, ông bảo là chỉ có một người duy nhất mà mới có thể là quyết định là bổ nhiệm công tố viên đặc biệt hay không. Người đó là Tổng trưởng Tư pháp và tôi chưa bao giờ nhận được cái yêu cầu đó. Đúng không anh Dương? Ý Hương Nhân nói là bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt là chỉ có tổng trưởng tư pháp mới có quyền này mà thôi. Bổ nhiệm công tố viên đặc biệt đây là cái thủ tục nè, là ông White sẽ cái ông ở Delaware đó, thí dụ mà ông cần một công tố viên đặc biệt thì ông phải viết một cái yêu cầu: tôi chánh công tố ở Delaware, tôi yêu cầu ông bổ nhiệm cho tôi một cái người công tố viên đặc biệt. Thì khi mà nó lên lên tới cái mức độ đó thì ông Merrick Garland ông sẽ quyết định xem yes hay no. Đằng này cái người mà khởi đầu cái yêu cầu đó là ông White, ông đã chưa bao giờ làm cái chuyện đó. Mà chúng ta biết rằng những cái này nó minh bạch tới một cái mức độ mà nếu ông Merrick Garland mà nói sai
là chắc chắn là ông Merrick Garland. Ông David Wise là người mà do Donald Trump bổ nhiệm từ năm 2019, khoảng cuối năm 2018-2019. Rồi lẽ ra năm 2021 khi mà ông Biden lên làm tổng thống đó, thì ông Merrick Garland có quyền là nếu mà vũ khí hóa đó, thì ông Merrick Garland có quyền thay thế ông David Wise, là tại vì một cái nội các mới người ta có quyền làm cái chuyện đó. Mà ông Merrick Garland thay thế nhiều chỗ, nhưng mà riêng cái chỗ Delaware là đang điều tra Hunter Biden đó, thì ông Merrick Garland chẳng những không đụng tới, mà giữa ổng với ông David Wise đó, ổng còn nói rằng là ông Wise được toàn quyền điều tra, không có đụng đậy tới, và cái quyết định truy tố hay không truy tố là ông Wise được toàn quyền. Cái chuyện đó là cái chuyện mà anh cho điểm ông Merrick Garland đó. Ông muốn lấy lại cái niềm tin của Bộ Tư pháp, cho nên để ông Wise không không đụng đậy tới. Ngay cả cái ông mà John Durham, là từ cái thời của Bill Barr để lại mà làm công tố viên đặc biệt đó, ông Merrick Garland cũng để cho ông Durham muốn điều tra gì thì điều tra, vừa đúc kết lại đưa cái bản tuyên bố xong. Cái bản đúc kết vừa có nhận hôm thứ Sáu, là thứ Hai đã đưa qua cho Quốc hội liền rồi. Chính cái cuộc điều trần cách đây mấy ngày mà ông John Durham ông cũng nói rằng là ông Merrick Garland không hề ảnh hưởng tôi, tất cả tôi làm cái gì là do ý tôi, truy tố ai là do ý tôi. Ông nói rất rõ. Cho nên tất cả những cái lời mà gọi là lời bên ngoài mà nói vào đó, cho thấy rằng cái nói rằng là ông Merrick Garland vũ khí hóa Bộ Tư pháp thì 100% là sai. Mà chính bây giờ ông David Wise ông cũng nói như vậy, tôi không có bị ảnh hưởng gì hết. Còn đây bây giờ mình trở lại cái tính chất nè. Hương Giang có quen mấy người làm thuế thì cứ hỏi người ta, thì sẽ biết rằng là nếu một người thiếu thuế 100 ngàn, 200 ngàn đó, thì cái biện pháp là gì? Sở thuế sẽ nói rằng là ông có bằng đồng ý là ông trả hay không? Yes. Ông có biết là ông trả ông sẽ nhận tiền phạt hay không? Yes, tôi tiền phạt. Bên cạnh tiền ông thiếu cộng tiền phạt, ông có biết tụi tôi tính tiền lời hay không? Ông này trả lời là yes. Vậy thì lên kế hoạch để trả tiền, chứ còn không có cái vấn đề ở tù. Đằng này mới là không có bị truy tố nữa, mà đằng này Hunter Biden nói là tôi chấp nhận là cứ truy tố đi rồi tôi nhận tội. Và khi mà đã nhận tội mà đã trả tiền đó, thì không có một cái người nào mà bị án tù vì cái chuyện đó hết. Còn những người mà bị nặng mà bị án tù đó, chẳng hạn 10 năm trời, 15 năm trời, có những cái kế hoạch mà trốn thuế mà tinh vi, thì cái đó là chẳng hạn như Al Capone, chẳng hạn như cái công ty của Donald Trump, đó là những cái kế hoạch nó chi tiết, nó tinh vi, nó có tính toán, nó khác với một cái anh chàng là làm có tiền, xài phung phí, cuối năm lờ đi không không trả tiền. Đó là cái trường hợp của Hunter Biden. Cho nên nếu mà ai mà nghĩ rằng là ô Hunter Biden tội này nặng lắm đó, thì cái quyền đó là cái quyền của họ. Nhưng mà tôi mời những người đó quen với ai, người nào khai thuế đó, xem cái lời của tôi nói có đúng hay không. Còn cái tội thứ hai là gì? Mua một cây súng nó có một cái mẫu đơn, trong đó hỏi là ông có sử dụng ma túy hay không, thì tay này muốn mua cây súng quá trả lời no. Trả lời no rồi cũng không ai điều tra, không ai khám phá gì hết đó. Tới chừng viết cuốn sách thì nói rằng là tôi là đã vướng vào ma túy, cho nên bây giờ tôi phải cai nghiện, tôi muốn trở thành người tốt. Người ta mới bắt lỗi, người ta nói là ông viết sách ông nói vậy mà bây giờ ông khai cái mẫu này nó khác. Vậy thì ông có khai gian đúng không? Vậy thì đúng là khai gian rồi. Vậy thì làm sao? Tôi nhận tội. Mà cái tội khai gian ở trên cái mẫu đơn như vậy mà nhận tội đàng hoàng đó, thì người ta nói là ok, ông cho ông một cái probation, ông đi vào cái chương trình diversion. Những người biện hộ, anh Duyên đại biện hộ cho thân chủ rất nhiều, là nghĩa là rất nhiều cái trường hợp là bên công tố cũng nói là ông luật sư tôi đồng ý, tôi cho thân chủ của ông vào cái chương trình diversion đó, có nghĩa là làm đúng những cái đòi hỏi của chúng tôi, và cái đó là probation. Diversion có nghĩa là
để mà sửa đổi đó, thì cái lỗi mà khai gian trên cái form đó chỉ là khai gian trên cái form thôi, chứ đâu phải là lấy cây súng đó rồi đi ăn cướp, hay là lấy cái đó nó không có bao lên. Chứ còn mà khai gian để cố tình lấy cái cây súng nhằm cái mục đích để ăn cướp hay giết người đó, thì cái đó nó tội nó nặng. Còn khai gian để mua một cây súng đó, không cho dù tòa nào đi nữa thì cũng là rất là nhẹ. Vậy thì hỏi rằng là thật sự Hunter Biden đó có phải nhờ là con của tổng thống cho nên mới được cái điều đó hay không? Anh Duyên không biết, nhưng mà những thân chủ của anh Duyên rất nhiều người được cái điều nó giống như vậy mà người ta không phải là con tổng thống, người ta người thường. Không, thực ra thì Hương Giang đọc nhiều chiều thì cũng có rất là nhiều chuyên viên họ bảo rằng là Bộ Tư pháp nặng tay với Hunter Biden, chứ không phải là Bộ Tư pháp nhẹ tay. Không phải, đây không phải là một cái thỏa thuận khoan hồng. Nhiều người họ cho rằng như vậy, không có phải, đây không phải là một cái thỏa thuận khoan hồng. Và họ bảo rằng cũng phân tích giống như anh Duyên vậy, đó là cái vấn đề mà gọi là thiếu tiền thuế đó, là cái vấn đề nó rất là nhẹ và không không có cần đến cái án tù và cũng không có cần truy tố. Còn đối với cái chương trình mà diversion đó thì Hunter Biden chỉ cần trong 2 năm không sử dụng ma túy và kèm theo một số điều kiện khác thì sẽ bị xóa cái cáo buộc này trong cái hồ sơ tiền án tiền sự. Đúng vậy, thì đó người cái gì mà Hunter Biden mà deal với lại cái ông David Wise á, thực sự là tất cả những cái case khác nó cũng như vậy. Mà ông David Wise ông muốn cái case này nó xong cho rồi là tại vì ông muốn đi vào trong record, đó là cái trường hợp của Hunter Biden ông có nail được cái người đó. Hương Giang có nhớ là ông John Durham cũng tương tự như vậy. Ông John Durham truy tố ba người, hai người là John Durham thua rồi. Còn một cái case mà John Durham muốn thắng mà phải thắng cái kiểu nào, có nghĩa là ông có cứ nhận tội đi, ông nói là ông guilty cái bộ mà ông có sửa cái nội dung một cái email, ông đồng ý xong thì tôi cho ông probation, có nghĩa là không có ở ngày tù nào hết. Trong Rikers thì ít ra là ông John Durham có thắng một case, nhưng mà cái case đó thắng là thắng chỉ biểu tượng mà thôi. Anh nói thành ra bởi vì cái hôm nọ ông John Durham ông đi ra ngoài hạ viện, bên hạ viện cũng bên Cộng hòa nó cũng chỉ trích ông. Ông nói là tất tại cả cái quyết định của tôi đó, Merrick Garland không có ép uổng gì tôi đó, nhưng mà tôi đi theo dõi cái fax tới chừng đó thì tôi cũng chỉ xử tới chừng đó thôi. Cái vui là như thế này, là ông John Durham ổng đi ra ngoài hạ viện, đó là bên hạ viện yêu cầu ổng ra điều trần, muốn là dùng ông John Durham để chỉ trích FBI, để chỉ trích Bộ Tư pháp. Nào ngờ tới chừng mà đi ra đó thì ổng sau khi ổng trình bày sự thực đó thì bên phía hạ viện MAGA họ rất là bẻ bàng. Họ bẻ bàn tới một cái mức mức độ mà tên Matt Gaetz chửi thẳng vào ông John Durham: ông có biết rằng là ông làm những cái điều này là ông bao che, và ông bao che như vậy làm cho công chuyện của tôi nó vô cùng khó không? Thành ra anh Duyên không Và cái phiên điều trần đó cũng đáng thú vị đó anh Duyên, là tại vì dân chủ họ 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 nhào ông này quá chừng luôn, ai cũng nói ông thắng bao nhiêu vụ vậy, ông truy tố bao nhiêu vụ, ông thắng bao nhiêu vụ, họ cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Nhưng mà như vậy đó. là, nhưng mà cái phần mà chất vấn của ông Adam Schiff thì Hương Giang thấy là nó rất interesting, tại vì ông Adam Schiff thì bây giờ Hạ viện Cộng hòa họ vừa mới bỏ phiếu để khiển trách ông rồi, nhưng mà ông này là có cái gốc gác là công tố viên ở California, cho nên là cái cách mà ông đặt câu hỏi nó cũng rất là hay. Và cuối cùng thì John Durham đã thừa nhận là đúng là Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ để ủng hộ ông Donald Trump, đúng là như vậy. Vậy Đúng là như vậy, ông một Durham là trả lời như vậy. từ đó thì ông Adam Schiff ông hỏi, mà ông cũng là công tố liên bang, cho nên khi ông hỏi bắt buộc ông John Durham đã giơ tay lên nói phải tuyên bố sự thực thì phải nói sự thực thôi. Nga có can thiệp bầu cử, và cái cuộc can thiệp đó lợi cho ai? Lợi cho Donald Trump. Đó là một câu. Cái ông thứ hai hồi đó cũng từng là công tố là ông Eric Swalwell. Ông cũng hỏi những cái câu mà những cái người mà đã từng làm công tố, đã từng làm luật về hình sự đó, họ hỏi biết liền à. Họ hỏi rằng là ông Eric Swalwell, ông hỏi ông Durham đó, ông hỏi là có ai ngăn cản ông, nếu mà giả sử ông muốn truy tố một người nào đó, có ai can thiệp ngăn cản ông hay là ép ông là ngừng lại hay không?
Cái câu trả lời là John Durham mới nói là không, tôi có toàn quyền. Eric Swalwell mới hỏi là có ai ngăn cản ông là đừng truy tố Hillary Clinton hay không? Ông nói không. Có ai ngăn cản ông là đừng truy tố gia đình Biden hay không? Câu trả lời là không. Cứ từng câu như vậy để cho người ta nhấn mạnh cái điểm này là ông John Durham khi ông làm công tố viên đặc biệt, mặc dù là Bill Barr rõ ràng là weaponize, là vũ khí hóa cái bộ tư pháp, mà bên phía bên ông Merrick Garland vẫn không đụng tới. Ông muốn làm gì thì làm, ông muốn truy tố ai thì ông cứ truy tố. Vậy thì có ai ngăn cản ông hay không? Không. Trở lại. À, anh Dương biết là ông John Durham khi mà bên Cộng hòa họ dí ổng, họ nói tại vì trong cái báo cáo kết luận điều tra của ổng thì ổng chỉ ra những cái vấn đề sai sót của FBI khi mà mở cái cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, thì Cộng hòa họ dí ổng, họ muốn ổng trả lời một cái câu là có defund FBI hay không, tức là rút lại ngân khoản cho FBI, rút lại ngân khoản cho Bộ Tư pháp, thì ổng nói ổng không, ổng trả lời Đúng là không. đó, Nhưng mà cần bên phải cộng cải hòa tổ, ông có nhắc lại là cần phải cải tổ. đúng, và cái đó đó ông nói là cái câu đó là tại vì bên cộng hòa muốn là gọi là cắt tiền đi, rút tiền đi, và thứ hai là clean house, sẽ làm sạch luôn đi. Thì ông nói không, có những cái sai sót chỉ cần chấn chỉnh thôi chứ không có làm những cái biện pháp đó. Có nghĩa là cái quyết định mà vào cái quyết định mà điều tra khi mà nghe nói là Nga nhúng tay vào đó, nó có cái probable cause là tại vì chính ông Durham ông cũng nói rằng Nga có can thiệp, và cái sự can thiệp đó dạ thật sự là có lợi cho Donald Trump. Nhưng mà họ khi mà họ làm đó, họ cân nhắc những cái bằng chứng nó, mà họ không có kỹ lưỡng. Cho nên tôi thì tôi muốn rằng cái FBI trong tương lai mà mở những cuộc điều tra như vậy đó phải thận trọng hơn, phải kỹ lưỡng hơn. Cái điều đó John Durham nói đúng. Chúng ta là một người dân thường, chúng ta không có muốn là cơ quan công công quyền đó họ đi quá đà. Chẳng hạn như thấy là mà ông Duyên này, ổng là luật sư mà ổng lên tiếng ổng chỉ trích mình quá, cái bắt đầu mình mở cuộc điều tra ổng. Lúc đó nếu mà anh Duyên là cái người nạn nhân của một cuộc điều tra đó, anh Duyên cũng muốn là hey, FBI nên chấn chỉnh đi, đừng có đi quá đà. Tôi cũng sợ quá, đêm nào tôi cũng không không được thức, đêm nào cũng bắt tôi ngủ hết, mệt. Trở Nhưng mà không có lại. tước bằng được anh Duyên, nhưng mà kêu gọi tẩy chay thì có. Cái Chay thì có, nhưng mà anh Duyên nè, bây giờ quay trở lại cái vụ whistleblower, em muốn hỏi về cái thủ tục, thì bây giờ những người mà tố giác họ đi ra điều trần trước quốc hội như vậy, họ đưa ra những cái thông tin là như vậy, thì bây giờ có phải điều tra không, và ai sẽ thực hiện cuộc điều tra? Mà cái lời tố giác thì tố giác ngay đích thân ông Merrick Garland, thì phải chăng Merrick Garland lại là người quyết định có điều tra hay không? À, Hương Nhâm muốn biết về thủ tục. Đây là cái thủ tục nè. Khi một người gọi là làm whistleblower mà lại mà nói với quốc hội, thì cái bổn phận của quốc hội là phải điều tra, phải lấy cho bằng được cho nó rõ ràng. Rồi quốc hội muốn mà refer cái case đó, thì quốc hội phải biểu quyết như thế nào đó rồi mới refer cái case qua Bộ Tư pháp. Mà nếu mà chuyển qua Bộ Tư pháp thì ngay lúc đó Bộ Tư pháp cũng có quyền cân nhắc nữa. Yes, tôi cảm ơn cái sự chuyển hồ sơ qua cái referral này, chúng tôi appreciate, nhưng mà dựa trên cái nguyên tắc hình sự của chúng tôi đó, thì những cái này nó nếu mà chúng tôi đưa ra tòa đó không có một cái yếu tố cấu thành tội phạm, có thể là chúng tôi sẽ không thắng và tôi không truy tố. Cái quyền đó là cái thẩm quyền hoàn toàn của Bộ Tư pháp. Và nói trở lại, Bộ Tư pháp thì người ta làm vậy sẽ đúng luật hoàn toàn, nhưng mà không ai cấm được là quốc hội đó nói rằng là làm vậy nghi ngờ quá, tôi subpoena xong tôi giục thùng rác tôi không ra. Rồi cái ông governor ở bên Texas với Louisiana nói trời mấy ông, tôi thấy mấy ông làm tôi khó chịu quá, tôi vô đơn tôi kiện. Để rồi lên tới tối cao pháp viện nói là mấy ông kiện nhưng mà mấy ông không có standing, mấy ông có tư cách. Dạ, cảm Bây ơn anh Duyên. giờ bà Dạ. Nhưng mà Duyên. mà chỉ còn mấy phút nữa thôi. Cười nhiều quá sắc rồi.
Bởi Chị không anh hiểu. mà Dạ. chưa chưa có một cái thời nào mà làm luật mới mà anh Duyên sợ nhiều như là cái thời này. Sợ là cứ mỗi một lần mà nghe nói Hạ Viện nó hăm dọa mình rồi mạc kiến nghị, nó sẽ kiến nghị mình nọ đó, nhưng sợ là uống nước sặc nó ngộp nước chết. Nhà mới uống nước sạch à, đúng lắm. Anh như luật sư mà anh như nghĩ tiêu cực quá. Hương Nhan thấy là luật sư thời này là rất là hưng thịnh, tại vì luật sư kiếm ra tiền quá chừng luôn. Từ lúc mà từ năm 2017 cho đến nay thì là luật sư cũng phải mướn luật sư, luật sư, thậm chí luật Vậy giỏi cũng phải mướn bởi vậy luật sư. bởi bởi vậy đó là cái con số mà nói rằng là cái số tỷ lệ thất nghiệp bây giờ là 3.7%, mà em nói là 3.7% thất nghiệp là mình nói chung toàn quốc, chứ còn mà riêng về cái nghề luật sư đó thì hình như tỷ số thất nghiệp còn có 1%, mà tại vì được mướn nhiều quá. Nhưng nghĩ không có tới 1%, chứ còn nhỏ hơn nó 0.0 bao nhiêu đó. Thấy luật sư làm ăn nên làm ra quá chừng luôn. Nên làm ra quá. Dạ, bây giờ Bởi chúng vậy ta cái quay trở hăm lại. dọa mà Dạ. cái hăm dọa Dạ. bị tẩy chay, nhưng không sợ là tại vì tại nghe nói luật sư bây giờ mà nếu mà không có thân chủ đó thì có thể nộp đơn xin về Mar-a-Lago làm được. Nhưng mà bây giờ nè, cái cuộc điều tra của ông Jack Smith, cuộc điều tra thứ hai, đó là cuộc điều tra mà về cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020, thì bây giờ nó đang có dấu hiệu là họ đang tăng tốc độ. Cái cuộc điều tra này quý vị biết là ngay từ đầu, nếu mà quý vị theo dõi Nhật báo Cali Today hoặc là quý vị theo dõi những bản tin của Hương Giang, thì quý vị biết là trong nội bộ của FBI và Bộ Tư pháp, cái cuộc điều tra mà về ông vai trò của ông Donald Trump trong cái cuộc bạo động này đó, là họ rất là do dự, họ rất là chần chờ. Rồi cuối cùng là ông Merrick Garland cùng với bà Thứ trưởng Bộ Tư pháp, hai người này là hai lãnh đạo đầu tiên, cùng kể cả ông Christopher Wray là giám đốc FBI, đều đồng tình với một cái approach, tức là bây giờ cứ điều tra những cái kẻ bạo động điện Capitol, rồi nước đến đâu thì thuyền theo đến đó, tức là kéo nếu mà có đầy đủ bằng chứng thì khi đó mới bắt đầu điều tra ông Donald Trump. Nhưng mà điều này chứng tỏ là trong nội bộ của FBI và Bộ Tư pháp họ cũng đấu đá với nhau về vấn đề này cũng phải hơn một năm. Thậm chí cái việc mà khám xét Mar-a-Lago của ông Donald Trump, FBI họ cũng bị chia rẽ bởi vì chuyện này chưa từng có tiền lệ. Nhưng mà bây giờ cái cuộc điều tra này thì nó bắt đầu có dấu hiệu là nó tăng tốc độ. Tức là trong suốt thời gian vừa qua, trong những tuần vừa qua, thì ông Jack Smith, ông đã thẩm vấn một số nhân chứng mà ông đã đồng ý là chấp thuận là miễn tố cho ít nhất là hai nhân chứng, mà hai người này đó là hai người đại cử tri giả mà Hương Giang được biết là hai người này là từ tiểu bang Nevada. Một là ông chủ tịch đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Nevada, hai là viên chức của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Nevada. Hai người này là đều có tên trên danh sách đại cử tri giả bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Đó là hai người, tức là họ đã đạt được cái thỏa thuận miễn tố rồi để đổi lại cái lời khai. Thêm nữa là họ thẩm vấn một số nhân chứng hết sức là quan trọng, chẳng hạn như là ông hình như là Michael Brown, thì ông này là người đã giao, tức là đưa những cái danh sách đại cử tri giả từ bảy tiểu bang trọng yếu đó lên gửi sang cho quốc hội. Rồi họ đang tập trung vào những cái nhân vật như là Rudy Giuliani, như là Sidney Powell, như là Jeffrey Clark, thì họ đang tập trung vào những cái nhân vật này. Ngắn thôi anh Duyên. Anh Duyên nhìn thấy đây là một cái tín hiệu gì anh Duyên? Cái việc mà những cái cử tri đoàn giả đó nó xảy ra ở 6 tiểu bang mà Bảy chúng bảy ta 7 tiểu bang dạ mà nhìn chẳng hạn như ở bên Georgia, chúng ta cũng đã nghe rồi, anh Duyên với Hương Giang cũng nói rồi là bà Fannie Willis bà cũng điều tra, mà cái cách điều tra của bà cũng vậy, bà nói rằng là có 10 vị. Chúng tôi đưa ra một cái thư, chúng tôi nói là chúng tôi sẽ cho phép cho cái quyền miễn tố, nếu mà quý vị nhận thì chúng tôi sẽ, nghĩa là trả lời thật của chúng tôi sẽ không truy tố. Và trong đó đã có 8 vị đồng ý chấp nhận cái lời cái điều đó, cái đề nghị miễn tố đó. Cho nên cái gì mà xảy ra bây giờ chúng ta thấy với ông Jack Smith đó,
Nó cũng là một cái thủ tục thường trong cái tố tụng hình sự, là nếu những cái tội của những người này là những cái tội nhẹ đó thì người ta đổi lấy cái điều kiện là ông bà sẽ không bị truy tố, với điều kiện là ông bà khai cái sự thực. Bởi vì cái chuyện mà cái kế hoạch mà đưa cái danh sách cử tri đoàn giả đó, nó lớn hơn là từng cá nhân của ông bà, cho nên bây giờ chúng ta thấy cái sự hợp tác nó nhiều lắm. Thì để xem, nhưng mà nó rốt lại đó thì những cái tay này là những tay sẽ bị nặng nè. John Eastman, Mark Meadows là những cái tay mà họ họ là những cái người mà chủ trì cái kế hoạch đó. Còn những cái người họ rồi họ mới tuyển những cái người mà electors giả đó, thì mấy người này nó nói thì tôi tại vì tôi ủng hộ ông Trump rồi tôi cũng ký như vậy thôi, tội đó nhẹ lắm. Cái tội mà lên cái kế hoạch từ E tới Z, cái đó là đã gọi là ngăn chặn một cái quá trình chuyển quyền, nó dựa theo hiến pháp chuyển quyền một cách hòa bình, một cách êm thấm đó. Cái tội đó nó nặng hơn, cho nên thì bây giờ thì chúng ta biết rằng có càng nhiều những người chấp nhận những cái điều đó thì cái kết quả điều tra nó lại càng nhiều bằng chứng hơn, nó càng rõ nét hơn. Anh Dung quay trở lại. Tự nhiên như nhắc đến ông John Eastman thì trong tuần này và trong tuần sau thì ông đối mặt cái phiên xét xử là có tước bằng hay không đó. Thì cái ngày đầu tiên hết á thì ông mới gọi điện thoại, ông nói là ông mời một nhân chứng gọi là expert á, expert witness. Dạ, về về gian lận bầu cử, và ông gọi một cái ông này là CPA. Thế là cả cũng có biết áo, cả tòa với lại cả cả bên luật sư đoàn là ai cũng ngớ người ra. Bà tòa bà nói tôi không có thấy nó liên quan liên hệ gì tới đây, mà cũng không thể nào mà nghe quan điểm của một CPA. Mà chẳng qua là ông CPA này á, ông có viết một cuốn ebook, tức là viết một cuốn sách ở trên mạng, ông đặt những cái nghi vấn về tính hợp pháp của ông tổng thống Joe Biden khi mà đắc cử năm 2020. Ông John Eastman là ông là một luật sư và ông là một tiến sĩ về luật, quý vị phải nhớ như vậy. Phải nói lắc đầu. Nhưng mà Mà thực ổng lại là dạ. khoa trưởng trường luật Chapman nữa đó chứ. Đại học Chapman, dạ, Ổng Đại học Chapman, dạ. là Cho nên là cũng rất là ngạc nhiên. À, nhưng mà quý vị biết là cái đây thực ra cái tập trung vào cái mảng mà đại cử tri giả nó chỉ là một phần trong một cái cuộc điều tra rộng lớn hơn, cho nên chúng ta không có biết được là liệu ông Donald Trump có phải là cái target trong cái mảng này hay không. Nhưng mà rõ ràng thông tin cho biết là các nhà điều tra họ trong thời gian gần đây họ phỏng vấn, họ thẩm vấn nhiều người lắm, thậm chí là họ họ rất là cứng rắn, tức là họ không có cho gia hạn những cái chat đòi lời khai nữa, tức là đúng ngày đó. Bây giờ tất cả cuối tháng 6, lâu nay các anh nhận được chắc đòi đi thì cuối tháng 6 phải ra, không có trì hoãn, không có extend nữa. Và họ đặt cái câu hỏi là về những cái thông điệp mà đưa ra để gây quỹ này, gây quỹ sau khi ông Donald Trump ông dùng những cái tuyên bố về gian lận bầu cử, ông gây quỹ hàng triệu đồng đó cho hàng triệu Mỹ Kim, những cái thông điệp, những cái mẫu quảng cáo, thì tất cả những cái đó thì bây giờ họ đang tập trung, và điều này cho thấy là cái cuộc điều tra này nó đang có cái chiều tiến triển. Và có lẽ là phía ông Jack Smith thì ông đang muốn đẩy cái tốc độ nó đi nhanh hơn. Bây giờ Hương Nha không thể kéo dài hơn được nữa. Và anh Duyên biết là mắt kiếng của Hương Nha nó cứ rớt hoài. Nhiều người thắc mắc Hương Nha là tại sao á, cứ đeo mắt kiếng mà cứ để cho rớt. Mà không đeo mắt kiếng thì không thấy đường. Mà đeo mắt kiếng vô cái mũi mình nó đâu có sống đâu anh Duyên. Mũi Hương Nha bị gãy mà. Nó đâu có đỡ được mắt kiếng. Nên có phải đẩy mắt kiếng hoài à. À, bây giờ á, Hương Nhan không thể kéo dài thêm được nữa, không biết là luật sư Dương còn có thêm ý kiến nào nữa không trước khi mà chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay. Ý kiến coi như là nếu mà cái mắt kiếng của Hương Giang không rớt thì mới là lạ, chồng nó rớt là cái chuyện bình thường. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Dương, kính chúc quý vị, kính chúc anh Dương một cuối tuần rất là nhẹ nhàng thư giãn. À, thời tiết Cali của mình là hơi kỳ cục, không phải tháng 6, gần cuối tháng 6 mà trời lạnh lắm như ha. Mà điều này nhắc quý vị, trước cơn bão bây giờ trời cũng yên, có nghĩa là chúng tôi thời tiết đang rất là mát, nhưng mà điều này có thể báo hiệu là mùa hè sang năm nay có thể là tháng 8 thời tiết rất là nóng, và tình hình chính trị cũng vậy.
Hiện tại thì chưa có gì, chưa có những cái chuyển biến gì trong hai cái cuộc điều tra, trong cái bản cáo trạng về tài liệu mật, nhưng mà sắp tới mà bắt đầu đấu đá nhau ở trên phiên xét xử thì nó sẽ là những cái cơn bão lớn. Cảm ơn anh Duyên, cảm ơn quý vị. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Xin chào.